Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Hôm nay tôi sẽ kể Bạc Liêu cho quý vị nghe. Đây là một cái dòng bơm tại thị xã Gì, và đặc biệt hơn đó là Bạc Liêu. Đó là dòng AL114. Đây là một phiên bản mà ông dài đang hot hàng, và cũng giống như bà con đặt rất là nhiều. Và hôm nay tiếp tục là nóng đi nha anh chị. Và tiếp tục những cái phiên bản này Gì sẽ phục vụ chúng ta. Như cho biết á, cái dòng này nó sẽ có một cái lực đẩy mạnh và tưới tiêu được, cũng giống như là trên ao bạc thì sẽ xịt rửa ao, cũng giống như là sẽ là một cái phiên bản để chúng ta đẩy xa hút sâu được với một phiên bản là cánh áp. Thì cái thằng này là nó sẽ lựa chọn để mà sinh ra với một cái củ bơm nhỏ gọn này thôi. Và đây là cái dòng áp, và được biệt hơn đó là thiết kế liên khối đầu bơm. Đây vị thấy nè, thì inox 304 này thì sao, rất là liền lạc và rất là chắc chắn nha. Và cũng giống như là mọi thứ này là inox 304 nè. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng bền theo thời gian, đó là cái việc mà cái củ bơm này đem mục tiêu của làm cái củ bơm này. Và chúng ta có cần chi tiết không về những cái dòng bơm áp, thì những cái dòng này á sẽ có đầy đủ hết từng phiên bản một luôn. Đây như mình thấy là từ cái phiên bản là trên 114 này nãy không, sẽ có 90 nè, và sẽ có 60 nè, và sẽ có đó là những cái dòng để cho chúng ta sử dụng máy diesel hoặc là những cái máy mà di động á. Thì những cái máy ví dụ như đi theo ghe, đi theo xuồng, hay là đi theo xe tải nè, đi theo máy cày nè, thì dòng này sử dụng là ok. Ok anh chị. Và Di làm tất cả những phiên bản này để chúng ta có một cái áp lực đẩy mạnh. Như vậy thấy là trên video lực cực kỳ mạnh đúng không, và lực áp cực kỳ tốt, cực kỳ khỏe nha. Và Di xin cảm ơn quý vị các bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men của đồ nghề thủy sản nông nghiệp giao toàn quốc miễn ship. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.